Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Tuổi thơ dữ dội. Tuổi thơ dữ dội, ký ức về một thời kỳ hào hùng của dân tộc. Tuổi thơ dữ dội được viết bởi Phùng Quán, lấy bối cảnh đất nước Việt Nam thời kỳ chống Pháp, kể về một trung đội vệ quốc đoàn đóng quân tại mặt trận Thừa Thiên Huế, gồm các chiến sĩ nhỏ tuổi từ 10 đến 15 tuổi, qua đó phác họa nên bức tranh đất nước Việt Nam thời kỳ gian khó rất đỗi chân thật song oanh liệt, để người đọc nhớ về một dáng hình đất nước được xây dựng trong bàn tay của những chiến sĩ nhỏ tuổi. Những mảng màu rùng rợn của chiến tranh. Chiến tranh đã đi qua, song những gì nó để lại vẫn còn hiện hữu trong chính cuộc sống thời hiện đại. Không nhiều người biết được những gian khó mà một đất nước ngàn năm văn hiến một thời đã gồng mình chịu đựng. Phùng Quán, với tất cả tin yêu của mình dành cho những thế hệ đã nằm xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, đã dùng chính ngòi bút của mình để phác họa lại hiện thực chiến tranh tàn khốc và chân thực nhất có thể. Khắp trang sách là tiếng súng và tiếng bom đạn, thực dân Pháp vây hãm và phá hoại cách mạng ta một cách triệt để. Những khó khăn trong thời kỳ này không đơn thuần là nỗi lo cơm áo. Hàng ngày người dân phải thấp thỏm lo sợ những chiếc máy bay thả bom trên bầu trời, phải khum núm khép mình trước bọn thực dân vì chỉ cần lỡ lời một câu thôi cũng phải trả giá bằng tính mạng. Mẹ xa con, vợ xa chồng, cuộc sống được khắc họa trong tác phẩm là vô cùng khốc liệt. Những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi mặc đã phải trả giá bằng cả tuổi thơ và cả sinh mạng của mình vì độc lập và tự do dân tộc. Ta không thể không đau lòng khi chứng kiến cách thực dân Pháp tra tấn những người làm cách mạng, cũng không thể kìm lòng khi nhìn thấy những đồng bào đã nằm xuống để đổi lấy hy vọng cho cả một dân tộc. Máu như được chảy ra từ ngòi bút, những gì mà chiến tranh mang lại không thể diễn tả chỉ trong một vài dòng. Dáng hình đất nước được khắc họa từ bàn tay của những chiến sĩ nhỏ tuổi. Tuổi 14 đã có những ước ao, ban đầu cầm súng mẹ biết bao là mừng. Mẹ ơi súng đẹp quá chừng, con đi đánh trận mẹ đừng lo chi. Chao ôi, những đứa trẻ 14 tuổi đã làm nên hình hài đất nước, trong dáng hình của Việt Nam bây giờ có xương máu của các em để lại. Những đứa trẻ đã bỏ qua những mộng mơ hồn nhiên niên thiếu để đi cầm súng bảo vệ đất nước của chính mình. Mỗi chiến sĩ đều có cá tính riêng song họ gặp nhau ở khát khao được làm cách mạng, được chiến đấu cho hòa bình, độc lập, tự do của nước nhà. Đó là Vinh xưa, tự biến mình thành ngọn đuốc sống, giúp bộ đội ta thiếu cháy kho xăng của giặc. Em nằm mãi nơi chiến trường khốc liệt, trong vòng tay che chở của đất nước. Đó là Quỳnh Sơn Ca, mang dáng dấp của một công tử nhà giàu nhưng dám từ bỏ bình yên mà gia đình đã trao cho em để đi theo tiếng gọi của cách mạng. Em đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bằng tinh thần, những bài ca bất hủ gieo vào lòng những chiến sĩ cách mạng mà đốt lên ngọn lửa hừng hực khí thế. Đó là Mừng đến chết vẫn còn day dứt nỗi đau bị nghi là Việt gian, là Lượm với tài năng hơn người, tất cả những gì các em đã làm cho đất nước vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Ta đọc trong những câu chuyện đời thường nhỏ bé hồn nhiên là dữ dội của tình yêu nước nồng nàn và mãnh liệt. Ta thấy trong những đôi mắt trẻ thơ là sự giằng co giữa mong muốn vị kỷ của bản thân và sự trung thành dành cho cách mạng. Cho đến cuối cùng, các em vẫn chọn cách mạng để cống hiến. Còn quá nhỏ để hình dung ra những hiểm nguy của chiến tranh, song tình yêu nước là có thật. Sự ích kỷ của bản thân hay ước mơ lớn của dân tộc, cám dỗ vinh hoa phú quý hay sự trung thành tuyệt đối dành cho đất nước. Những quyết định khó khăn đó đặt trên vai những đứa trẻ nhỏ tuổi, thật cảm động khi chúng vẫn nghiêng về tiếng gọi của dân tộc. Bài học về sự hy sinh, nhắc đến chiến tranh là nhắc đến mất mát hy sinh. Trong thời kỳ bom lửa, đất nước đòi hỏi con dân của mình phải từ bỏ những mong muốn cá nhân để nhường chỗ cho những mục đích lớn lao hơn. Đó là độc lập, tự do, hòa bình. Tác phẩm dạy ta biết rằng hàng triệu đồng bào đã ngã xuống để nâng đỡ cho đất nước. Những con người không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm nên đất nước. Dạy ta về cách sống hy sinh. Những nhân vật trong tác phẩm đã dành cả cuộc đời của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc mà không chút tiếc nuối. Một thế hệ hào hùng của dân tộc đã ngã xuống, song họ vẫn luôn sống trong tâm trí của những người ở lại. Những người đã mang ơn họ, đã được họ hy sinh để có cơ hội được sống tiếp. Một cuốn sách viết về những tuổi thơ kỳ lạ, không có cánh diều sáo trúc, không có đồng lúa bờ đê, chỉ có chiến tranh bom đạn, chết chóc rùng rợn đã thành công níu giữ người đọc đến những trang cuối cùng. Phùng Quán đã sắp xếp những mảnh ghép rời rạc từ tuổi thơ của mỗi người thành một bức tranh hoàn mỹ của tình yêu nước. Sự hoàn mỹ này vừa xuất phát từ lòng yêu nước trong trẻo và cũng vừa được nổi bật lên nhờ những mảng tối xấu xí của chiến tranh, là gông cùm, xiềng xích, là những đòn roi, là sự phản bội từ chính đồng đội, anh em của mình. Chất miền Trung không mất khi viết về chiến tranh đã khiến cho tác phẩm trở nên mềm mại hơn rất nhiều, lặng lẽ đi vào lòng người đọc.